tên 111 nha. Rồi không có vô chém gió em nè, bình lĩnh, bình lĩnh mà không cho nhìn. Đặng Sơn 111. Đặng Sơn 111. Rồi, để nãy đọc anh hết làm cái cho anh xuống và cho lên đó nha. Lần này là để hát luôn rồi. Đưa em về quê mẹ, rồi mời cả nhà nghe tiếng hát của anh Đặng Sơn một lần. Mời hát chết tròn đưa em về quê mẹ. Anh chị nào còn thì xuống nha, nhanh.
ngày xưa lòng của tôi thêm buồn tôi trong lòng. Mãi tháng ngày xưa tôi nhớ mãi trong lòng, người là ai mà không dễ, người là ai mà không dễ phải bắt sống, mà lại gọi tên bạn em mãi tháng ngày xưa. Thank you.
dụ chị em hát cái lúc em gái nha. Cảm ơn cả nhà yêu thương đã có dụ cho hai anh em. Giờ em xin phép xuống like nha mấy anh chị. Ở Việt Nam bây giờ là 11 giờ rồi. 1 giờ khuya là 23 giờ. Rồi, em xin phép xuống like. Em xin em gái cũng xin cảm ơn anh cố vấn ông võ đã mời em về câu lạc bộ đi hát cho lưu cuộc tất cả anh chị em nhé. Em xin chúc tất cả anh chị em trong câu lạc bộ anh hốt bò chót tiêu nãy anh nói anh ấy để anh hát để hát với ca sĩ, bởi vậy hết ca sĩ anh mới hát. Anh em xin chúc hết tất cả anh chị em trên trong câu lạc bộ chương trình bạn ba của chị Bích Phượng nha. Xin chúc tất cả anh chị nhiều thật nhiều sức khỏe và tất cả anh chị em ngoài câu lạc bộ vui vẻ bình an nha. Gái xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Rồi em xin xuống like nha. Chúc cả nhà mình xuống like cũng ngon và đẹp với em nha. Đây, em xin chào. Chúc hết tất cả anh chị em sức khỏe, dồi dào.